是你。Trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, ta từng mơ thấy bóng em về, nhưng ta biết đã mất em mãi mãi. Thiên đường kia giấc mộng không thành. Giang sơn thiên hạ, tất nhiên phải là của Đại Liêu ta. Những mong cái chết của Tiêu Phong có thể đổi lại được thiên hạ thái bình. Thiên Long Bát Bộ phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày trên SCTV 4.